là con của mẹ nè. Yêu nghiệt, Lý Tịnh, mau giết tên yêu nghiệt đó đi. Không không, phụ quân ơi, nó là con của chúng ta mà, nó không phải là yêu quái đâu, xin chàng đừng hại nó. Phu nhân ơi, nó không phải là con của chúng ta đâu, nó không có mắt mũi tay chân, nó chính là yêu nghiệt, phải tiêu diệt nó thôi. Không. Kim tra một tra. Dạ. Cùng với cha tiêu diệt yêu quái. Không không, chạy đi. Dạ. Không chạy đi. Cha ơi, con không phải là yêu nghiệt, con là con của cha mẹ mà, em là em của hai anh đây mà. Phu nhân thấy chưa, nó còn biết nói nữa kìa. Lý Tịnh, Lý Tịnh, cầm lấy, giết nó đi, giết nó đi, giết. Không. Kim tra mộc tra. Dạ. Lên. Không, chạy nói không. Cha ơi, xin cha suy nghĩ lại, cha đừng giết con, hai anh đừng làm hại em tội nghiệp. Giữ mẹ con lại. Dám tới đây hoành hành rồi dám hoạch xuống gia đình ta. Không không, phụ quân ơi, nó là con của chúng ta mà. Phụ quân không thấy sao, khi con vừa chào đời, trời đã đổ mưa xuống, nó không phải là điềm lành hay sao? Nó không phải là yêu quái đâu. Bà con, ta nói vậy có đúng hay không bà con? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng nhỏ dễ thương quá mà. Trời cha, có lẽ là mẹ con nói đúng đó cha. Không phải đâu mẹ ơi, nó sinh ra không giống như đứa trẻ bình thường khác, nó chính là yêu quái. Để con tiêu diệt đó. Không, Mộc Tra. Mộc Tra, anh hai. Mộc Tra. Ê, ê, ê. Tên yêu quái nhi đồng kia. Ngươi sẽ không có cơ hội trở thành yêu quái thiếu niên đâu nhé. Lý Tịnh, giết nó. Giết nó. Im nghe. Các ngươi mới là yêu quái á. Các ngươi không mau hiện nguyên hình. Đừng trách ta không khách sáo á. Nè Lý Tịnh, nhà ngươi định hợp với con yêu quái nhỏ này để hãm hại dân làng đúng chưa? Dừng tay! Nếu là yêu nghiệt thì hãy cúi đầu chịu chết, còn nếu là con ta phải nghe theo lời của ta, không được manh động. Cha ơi, không phải đâu cha, bọn chúng mới là yêu quái á, cha mau trừ khử sớm để tránh tai họa cho dân làng. Bô gan! Phụ quân ơi, đừng, đừng mà! Hỗn sự, đó là quan tể tướng và phu nhân, sao dám lộng ngôn gọi là yêu quái này yêu quái nọ? Không phải đâu cha ơi, bọn chúng đang lường gạt cha đó. Lý Tịnh, mất thời gian quá, dài dòng quá, coi đây là ngang, rút gươm ra đánh nó một cái ợt. Cái ợt, làm đi. Phu nhân, tránh ra. Mẹ ơi, tránh ra. Chạy đi đâu? Bắt nó lại. Chạy đi đâu bây giờ? Chạy đi đâu bây giờ các bạn ơi? Đuổi theo. Đi. Nó làm sao vậy nè? Sao vậy? Nó chết rồi. Sao chết? Ai biết?
Dao của ai hả? Của tao á. Mày có đâm nó không? Không. Xạo, nãy thấy rõ ràng mày đâm nó kìa. Ôi trời ơi, sao chúng mày thi nhau giết tao thế nhỉ? Nó chết rồi đó mấy anh chị. Ôi trời ơi, thế là tao chết hai lần rồi đấy. Chúc mừng nha, chúc mừng nha. Hãy nghe đi nào. Kì, phu nhân. Phu nhân. Nó là con của chúng ta, nó không phải là yêu quái đâu. Không, nó không phải là con của chúng ta đâu. Nó là yêu quái, phải tiêu diệt nó thôi phu nhân à. Nó không phải là con của chúng ta đâu mà. Phu nhân. Đừng. Trời ơi, tại sao lại giáng tai họa xuống gia đình tôi? Nó là con tôi hay là yêu nghiệt đây? Đâu phu quân ơi. Nó không phải là yêu nghiệt. Xin kính chào Thái Ức Chân Nhân. Được biết tướng quân sinh con quý nên ta đến đây để chúc mừng. Xin chúc mừng tướng quân. Là con quý chứ không phải yêu nghiệt sao thưa Thái Ức? Lời của Lý phu nhân quả không sai. Nó là một đứa trẻ thông minh và tài trí, được nhà trời ban cho các ngươi, và đã cử ta xuống đây để cùng các ngươi chăm sóc dạy dỗ cho nó được nên người. Nhưng các ngươi phải nhớ là dạy dỗ thật cẩn thận, bởi vì thằng nhỏ này nó rất là tinh nghịch lắm đó. Chúng tôi xin nghe theo lời chỉ dạy của người. À, tên của nó là gì vậy? Dạ, chúng tôi chưa kịp đặt tên ạ. Vậy à, nhà trời đã giao nó cho ta, vậy ta mạn phép hai người hãy để ta đặt tên cho nó. Sau này nó sẽ là đệ tử của ta, và ta sẽ dạy dỗ cho nó được thành tài. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. À, để coi, tướng quân có ba vị công tử, Kim Tra, Mộc Tra. Vậy ta đặt tên cho thằng nhỏ này là Na Tra. Na Tra. Phải, Na Tra. Nói ra những lời vô lễ đối với người lớn như vậy. Bộ ở nhà